Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Hiện tại đây thì mình đang có một cấu hình PC chơi game siêu rẻ dưới 10 triệu đồng dành cho anh em. Thì trong phân khúc giá dưới 10 triệu đồng hiện tại cũng đã có khá là nhiều lựa chọn. CPU anh em có nhiều, card họa thì cũng đang được giảm giá. Và để đầu tư kỹ hơn thì chúng ta hãy phân tích về những thành phần linh kiện bên trong. Với một mức giá đầu tư hơn 2 triệu đồng dành cho một mẫu CPU thì CPU Intel Core i3-12100F là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thì đây là một mẫu CPU cũng thuộc dạng là mới ra mắt của Intel và hiệu năng cũng rất tốt. Thì tốt như nào, chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút về mặt thông số. Thì Intel Core i3-12100F có 4 nhân 8 luồng, xung nhịp cao nhất có thể đạt được là 4.3 GHz, mức tiêu thụ điện tối đa là 65W, tiến trình 10 nanomet. Nhìn qua một chút về mặt thông số thì có vẻ như đây cũng giống như những cái dòng Intel Core i3 khác, vẫn có 4 nhân 8 luồng. Thế nhưng chúng ta hãy cùng nhìn vào, đây là một mẫu CPU được hạ tiến trình xuống là 10 nanomet. Cái kích thước của CPU cũng to hơn và cái hiệu năng bên trong của CPU cũng tốt hơn. Thật ra là cái to thì nó không liên quan lắm đâu. Cái to ra đây thì một chút nữa thì mình sẽ giải thích. Thì với cái sức mạnh ở bên trong được cải tiến hơn thì đồng nghĩa với việc là đơn nhân, đa nhân cũng tốt hơn. Intel Core i3-12100F có cái trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng trong phân khúc giá hơn 2 triệu đồng thôi là khá tốt. Anh em hoàn toàn có thể mua về để chúng ta edit hoặc là render video nếu chi phí đầu tư của anh em là không quá cao. Thì quay trở lại một chút thì với một cái dòng CPU giá rẻ, kích thước CPU to hơn, thế nên cái bề mặt tỏa nhiệt ra cũng tốt hơn. Và để tiết kiệm chi phí, anh em có thể sử dụng sẵn luôn cái tản nhiệt stock của Intel để có thể sử dụng. Với cái tản nhiệt stock của Intel ở đây, mặc dù là dòng i3 thôi nhưng vẫn có cái tản nhiệt lõi đồng và hoàn toàn phù hợp với cái mức điện năng và mức nhiệt độ tỏa ra của CPU. Đây cái phần vỏ case của mình, như anh em thấy đây, vỏ case này có sẵn 3 quạt rồi. Thế nên kể cả anh em có dùng tản nhiệt stock này, chỉ cần 3 quạt đằng trước hút gió vào thôi thì bên trong vỏ case anh em cũng đã vô cùng mát mẻ. Kể cả có việc anh em bỏ 3 quạt đi đóng kính vào thì với CPU Intel Core i3, cái hiệu năng và cái mức độ tỏa nhiệt ra nó không quá lớn, thế nên vẫn rất tốt để chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Để có thể cắm được CPU thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải cần bo mạch chủ rồi. Thì với mẫu CPU giá rẻ thì bo mạch chủ anh em cứ chọn cái dòng là phù hợp nhất. Ở đây mình đã sử dụng một mẫu bo mạch chủ đến từ Giga, có một khe SSD, 2 khe RAM và khe PCIe để có chúng ta cắm được card họa. Tất nhiên là đầy đủ so với những nhu cầu sử dụng của anh em, những nhu cầu sử dụng cơ bản hoặc là nâng cao một chút thì cũng có. Ở đây thì mình sẽ cắm sẵn là một thanh RAM. RAM ở đây mình sử dụng một thanh RAM 8GB bus 3200. Anh em hoàn toàn có thể cắm thêm một thanh RAM nữa để nâng cái tổng dung lượng RAM lên là 16GB. Thì nếu như anh em cắm thêm một thanh RAM nữa thì một thanh RAM đây trông LED RGB sập sình nhưng chỉ khoảng 1 triệu thôi, chúng ta đã có một thanh RAM rồi. Rồi thì quay trở lại đi, chúng ta sẽ test hiệu năng. Thì với cái nhu cầu test hiệu năng, anh em sử dụng Intel Core i3, chúng ta thường sẽ chơi game ở chế độ phân giải là Full HD. Thì ở đây mình sử dụng một mẫu card của họa, đó chính là AMD RX 560. Thì đây là mẫu card mà mình đánh giá là trong một phân khúc giá rẻ thôi, khoảng quanh 3 triệu đồng hoặc sau này có thể thấp hơn một chút. Thì cắm với một mẫu CPU thì cũng khá là giống tiền nhau, thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn sử dụng để lâu dài. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào luôn phần test hiệu năng nhé. Và đó anh em cũng đã có thể thấy được là khi mà chúng ta có những cái mẫu CPU mới ra mắt ở trên thị trường, cái hiệu năng tốt này, giá cả hợp lý này, card họa thì ngày càng rẻ rồi. Cái thời điểm mà bão giá card họa đã qua và bây giờ chúng ta đã có những mẫu card họa có mức giá nó rẻ hơn. Thậm chí những cái thanh RAM có cái LED RGB sập sình, bus RAM rất cao 3200 đến từ Corsair mà mức giá cũng chỉ 1 triệu đồng thôi, cực kỳ tốt để chúng ta có thể chọn mua. Vậy thì anh em nếu như quan tâm đến sản phẩm thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.